Chào các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác một cái bếp ga. Con này là chiếc Paloma này. Đấy, Paloma này thì trong cái hàng bãi thì ta gọi là Paloma môi trẻ. Tại vì các bác nhìn thấy cái mặt ở dưới này. Đấy, nó có độ vát. Mã của nó là IC-365WA-L. Đó. Đây là hộp đựng pin nhá. Đấy. Trong này sẽ đựng hai viên pin đại. Đây là nút nhấn bật của cái bếp này này. Đây, của bếp này. Cái ngoài cùng này là của lò nướng này. Đó. Đây lên cần gạt điều chỉnh to nhỏ nhé. Khi mà mặc định mình bật bếp ấy là cái cần chỉnh lửa này nó sẽ về giữa các bác nhá, mức trung bình. Đấy. Con bếp bên này này thì nó có một cái chức năng. Đây chính là cái nút ấn giữ 3 giây này là lúc nào bếp nó sẽ cháy to chứ nó không cháy bé lại nữa. Tại vì cái bếp ga Nhật ấy đa phần 100% là nó có cái cảm biến này là cái cảm biến chống cháy xoong. Đấy, thì khi các bác mà muốn rang lạc ấy, rang đồ khô thì cái nhiệt độ nó cao quá thì cái bếp nó sẽ tự động nó nhỏ lửa lại. Thì các bác phải nhấn giữ cái này nhé. Nếu mà không thì khi nóng quá lửa sẽ bếp sẽ tự động điều chỉnh cái ngọn lửa nó bé lại để chống cháy xoong. Đấy, còn nếu mà nóng quá sẽ tự tắt nhé, riêng bếp ga Nhật. Đấy, cái chức năng cảm biến chống cháy xoong này, đây là hai cảm biến chống cháy xoong. Đấy. Và điều chỉnh nhiệt độ chiên này nó sẽ có mức là 160, 180 và 200 độ C. Khi mà chiên rán ấy, các bác điều chỉnh cái nhiệt độ. Ví dụ để 160 độ C này thì đạt nhiệt độ rồi phát thì cái bếp sẽ tự động điều chỉnh lửa nhỏ lại. Đấy, rất là thông minh nhá. Còn bên đây nó sẽ có là nấu cơm, nấu cháo và nấu nước sôi. Đó. Đây là của lò nướng này. Ngoài ra thì đây sẽ có cái hẹn giờ. Đây là nút hẹn giờ này. Hẹn giờ tắt của cả hai bếp luôn nhá. Các bác để xem cái hình cái bếp này. Và nó sẽ có hai chữ hai bên, nó sáng cái đèn của cái bếp nào thì là của tắt hẹn giờ tắt của cái bếp đấy. Còn cộng trừ này là hẹn giờ tắt của lò nướng. Con này lò nướng hai tầng lửa nhé. Đây các bác nhìn có hai cần gạt này. Đấy, một cái điều chỉnh lửa bên trên, cái điều chỉnh lửa bên dưới. Đây là cái khay nướng này. Kiềng ở bên trong một tí nhá. Đây. Cái thanh sắt này nhá là cái ốp ở trên đây này. Còn đây là cái khay nướng của nó, vỉ inox này. Khay dưới bằng inox luôn nhá. Đây là hai kiềng. Cái kiềng thì có cái ý này. Cái đầu kiềng này nó sẽ bị đen đen một chút. Đó, tại vì nó là hàng cũ nhá. Cái ngọn lửa nó cháy vào đây mà. Đây, kiềng để như thế này. Con này thuộc dòng VIP rồi nhá. Dòng bình thường thì nó sẽ không có các chức năng hiện đại đâu. Con này thuộc dòng VIP rồi. Đây, bếp như thế này nhá. Khi mình đặt xoong lên nó sẽ đẹp vào đây. Đấy. Đây là hai cái mâm chia lửa của nó này. Cái mâm này là bằng nhôm đúc nhá. Con này thì cực đẹp luôn, hàng chọn mà. Đây, các bác xem để ý cho em cái lò nướng bên trong này. Đây, cực đẹp nhá. Con này thì hôm nọ em có quay một video chi tiết ở bên trong rồi. Cái nội thất của nó á. Đây. Dạ. Con mình xin mời con bật pin đi nào. Đấy. Đây ạ. Vâng. Đây các bác nhá. Nội thất sexy bên trong này. Đây là chi tiết về cái nội thất bên trong các bác nhá. Đấy, sexy của nó rất là nhiều. Hôm nọ em có quay một video dọn con bếp này rồi. Rất là đẹp nhá. Cái mặt này còn là cái mặt men nhá các bác nhá. Mặt này nó là mặt men. Đấy. Bếp đẹp luôn. Đây quay bên hông sườn thì bên ngoài nó sẽ móc mép nhẹ một vài chỗ không tránh được các bác nhé. Đây, các bác nhìn đúng không ạ? Có
này được 28 nhé, đây này các bác này, sản xuất tháng 6 năm 2018, đây em quay rõ cho các bác xem nhá, đấy tháng 6 năm 2018, bên sườn này thì rất là đẹp, bên này bị móc một xíu thôi, đây, nó bị móc một vài chỗ này, cái này thì không vấn đề đâu nhá, đây này, vận chuyển bị móc một tẹo ở đấy, đây mặt đằng sau này, rất đẹp luôn nhá. Bác nào quan tâm cái bếp này thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Ok các bác nhé.